tức này nó rất đắt. Có tính bao nhiêu bao nhiêu tiền một phút. Anh hỏi cái gọi mà cái người nghe người ta không đi thu tiền. Gọi Viber hay là FaceTime thì cái này nó không được cộng thêm phí. Người mà gọi là tiền này thì người nghe người ta không được.